Xin chào các bác ạ. Em mới về một chiếc Mitsubishi 3,5 tấn. Chiếc này đời máy S6E. 6 máy đấy, S6E. Em cho ra thử tải luôn cho các bác xem. Em thử tải hơn 2 kệ gạch. Khỏe luôn, quá khỏe. Chiếc này là số xa lốp kép dịch giá, chiếc này có dịch giá nhé. Hơn 2 kệ gạch, xe rất khỏe, garanti lên ầm ầm luôn. Đây, garanti đấy, 2 kệ gạch, hơn 2 kệ gạch đấy. Sàn lốp kép hơn 2 kiện, lên garanti lên thoải mái luôn, rất khỏe, túi trọng chịu, thủy lực lên thì cực đỉnh luôn, khỏe. Bố dịch giá đi, cho dịch xuống, cho dịch xuống. Không, nó chậm mà. Dịch đi ạ. Thôi, thấp quá. Giá quá khỏe luôn. Số sàn bậy cái đấy em. Bác nào có nhu cầu xe 3,5 tấn lốp kép số sàn dịch giá, lốp kép số sàn dịch giá, chiếc này xác to 6 máy á, giá rẻ dưới 200 luôn. Bác nào có nhu cầu thì alo luôn cho em, giá rất hợp lý, dưới 200, thủy lực khỏe, máy ngon. Các cái đời này dùng rất bền. Cảm ơn các bạn theo dõi video ạ. Địa chỉ bên em vẫn thế nhé, vẫn là quốc lộ 17B, phố Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ạ. Hotline 0388 030304 hoặc là 0932 689 516. Bạn nào có nhu cầu thì cứ alo luôn hoặc là qua xem trực tiếp luôn tại bãi. Bãi em rất nhiều xe sẵn bãi luôn, gần 100 xe sẵn co. Cảm ơn các bác.